người nhá, hôm nay điện máy ăn ra vừa về 4 con máy hút ẩm sáp 26 lít hàng nhiệt xuất điện 220 nhá. Thì mọi người đang nhìn hình thức mình quay trực tiếp bằng chiếc iPhone. Nó là hình ảnh thực tế chứ mình không dùng app các thứ chụp nhá. Máy rất là đẹp đấy. Đây là bên. Chào mọi người nha. Nên mình quay trực tiếp ở tận cảnh luôn. Thì máy này thì dòng sáp này thì các bạn biết rồi, chạy rất là êm luôn. Đó. Chạy êm hút khỏe. Thì mọi người có nhu cầu liên hệ, con này là 26 lít hàng nội địa, nhiệt suất 220. Thì nó được dùng khoảng 80 mua đủ lại mọi người nhé. Chạy rất là khỏe luôn, mà dòng này chạy siêu êm luôn này.